bắt giam giám đốc CDC Cà Mau. Ông Đặng Hải Đăng, giám đốc trung tâm CDC Cà Mau bị khởi tố, bắt giam do liên quan đến công ty Việt Á. Ngày 31 tháng 7, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Đặng Hải Đăng, 56 tuổi, giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật CDC, tỉnh Cà Mau, về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Ngoài ra, cơ quan cảnh sát điều tra cũng khởi tố bị can Hồ Quang Nhu, phó trưởng phòng kế hoạch nghiệp vụ thuộc CDC Cà Mau và Lê Ngọc Định, trưởng phòng kế hoạch tài chính, Sở Y tế. Kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 1 năm 2020 đến tháng 10 năm 2021, Sở Y tế, CDC Cà Mau và bệnh viện đa khoa tỉnh thực hiện 11 gói thầu mua kit xét nghiệm COVID-19, máy tách chiết DNA trên RNA tự động, hóa chất, sinh phẩm và thiết bị phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 của công ty Việt Á với số tiền hơn 49 tỷ đồng. Kết quả điều tra xác định Sở Y tế mua kit xét nghiệm COVID-19 của công ty Việt Á, cao hơn so với chi phí sản xuất, dẫn đến thiệt hại hơn 9,1 tỷ đồng, còn lại gói thầu 40.000 kit chưa thanh quyết toán. CDC Cà Mau mua kit xét nghiệm COVID-19 của công ty Việt Á, cao hơn so với giá của chi phí sản xuất, dẫn đến thiệt hại khoảng 3 tỷ đồng. Quá trình thực hiện hồ sơ đấu thầu mua kit xét nghiệm COVID-19 của công ty Việt Á, ba bị can Lê Ngọc Định, Đặng Hải Đăng và Hồ Quang Nhu, thực hiện không đúng quy định về đấu thầu không bảo đảm công bằng. Minh Bạch vi phạm các hành vi bị cấm trong đấu thầu, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước khoảng 12,4 tỷ đồng. Để xem chi tiết về tin này, mời quý vị bấm vào link dưới phần mô tả video này.